Đi sinh nhật thôi. Khang. Con Khang có giày. Xin chào. Đi dự sinh nhật hả? Con Khang muốn đi. Tại sao? Bởi... Con Khang có áo đầm. Áo đầm sao? Chuyện nhỏ. Diana. Wow. Áo đầm. Được rồi. Chọn cái này. Wow. Yeah. Đi sinh nhật thôi. Cam. Con Cam có giày. Chờ ba một chút. Diana. Ba thích cái này. Con sẵn sàng chưa? Chưa. Tại sao chưa? Đồ trang điểm của con hư rồi. Trang điểm sao? Được rồi. Diana. Wow. Sao? Đây là cuộc sống của mình. Đi dự sinh nhật nào? Chưa. Tại sao chưa? Con không có quà. Chờ ba một chút. Ba ơi là ba. Con có thể chọn. Ôi trời ơi. Thật là kinh ngạc. Không được. Không được. Cái này đi. Wow. Còn thiếu bóng bay nữa. Bóng bay đây. Wow. Bơm lên nào. Wow. Oh. Wow. Diana, giờ thì con đã sẵn sàng chưa? Diana, chuyện gì nữa vậy con? Con muốn chơi với ba. Diana. Cùng mở ra nào. Wow. Đẹp quá. Con yêu ba. Tạm biệt.